4508 chuẩn bị giao về Bắc Ninh nha quý cô chú anh chị. Thì bây giờ em đã bảo dưỡng xong, còn tiến hành lên máy xe qua xe lớn. Rồi xin chào quý cô chú anh chị em nha. Thì bây giờ em đang dọn một cái máy L4508 đây, đang bắt đầu làm mới ra cho khách nguyên con. Thì đồ đạc em đã mở ra trơn ha. Đó, chỗ này ha. Chỗ chi tiết mở hết toàn bộ luôn. Chút tôi đi xe. Đi vào động cơ để mình xin nha, không có động gì hết. Rồi chào anh em nha. Máy này bên đây tới gần hoàn thiện rồi ha. Đang chuẩn bị gắp đồ vô xong rồi. Cầu thì nó làm hết nhớt thay luôn rồi. Mới nhớt cũ bỏ ra hết. Đó, động cơ này còn đẹp lắm nha. Rồi chào toàn thể quý cô chú anh chị em nha. Thì hôm nay cái máy này cũng đã gần xong rồi đó, em đã làm đại tu lại hết toàn bộ ha. Thì chỉ còn đắp một ít đồ cho nữa là có thể tiến hành bàn giao máy được cho khách rồi ha. Nuôi bọng rồi làm hết trơn luôn rồi nha. Đây còn cắt nước, đang thay cắt nước ha. Động cơ vẫn giữ nguyên zin nha, đi chèn của nó thôi. Chào toàn thể quý khách hàng nha. Thì bây giờ cái máy L4508 này đã gần xong rồi, đang làm cái tạ cho khách. Máy thì chút nữa lên máy quay sơ sơ vậy nha, chút nữa thì quay không có được tại vì hồi đi công chuyện á. Đây là chỗ này em hết tất cả rồi, đây thịt luôn, sạch sẽ luôn cho mang luôn để đi tìm làm nha. Em làm hết cái máy này thì xài vỏ 13.626 đó. Tất cả các chi tiết đã làm xong hết. Đúng 5.8. Rồi cảm ơn anh nha, để chúc cái gì nhờ mấy thằng em đang dặn tạ đây ha. Đó, cục tạ nó kìa, dặn cho khách. Rồi bây giờ xong con máy này rồi nha. Đây có dàn sới kèm theo luôn L4508.